Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn tính chất cơ bản của cung thiên di. Trong đầu số, cung thiên di dùng để luận đoán vấn đề từ nơi sinh ra, rời đến nơi khác để ở. Đồng thời, cũng có thể dùng để luận đoán tình trạng xuất ngoại để kinh doanh. Cung thiên di của lưu niên cũng luận đoán về những tao ngộ khi đi đâu xa, như có vui vẻ hay không, có bị trộm cướp hay không, có gặp điều gì bất ngờ hay không. Do cung thiên di và cung mệnh xung chiếu nhau, vì vậy các sao ở cung thiên di cũng ảnh hưởng đến tính cách của mệnh tạo, đặc biệt là năng lực xã giao, quan hệ giao tế. Cung thiên di tương hội với cung phúc đức, nên sự hưởng thụ tinh thần của một người đúng là có liên quan với quan hệ giao tế, hoạt động giao tế của người đó. Còn việc đi nơi khác tốt hay xấu, đương nhiên có thể căn cứ phần nào vào tình trạng của sự hưởng thụ tinh thần mà luận đoán. Cung thiên di hội hợp với cung cu thê là rất hợp lý, bởi vì dù ở thời cổ đại, một người rời gia đình để phát triển hoặc ở quê hương sinh sống làm ăn, đương nhiên cũng có quan hệ với sinh hoạt vợ chồng. Các mối quan hệ xã giao cũng không thể không bị ảnh hưởng của người phối ngẫu. Còn mang gia đình đi nơi khác lập nghiệp thì càng có quan hệ mật thiết với người phối ngẫu. Do đó, có thể thấy tổ hợp các sao của cung thiên di trong đầu số là rất quan trọng. Thậm chí có thể nói chỉ kém hơn cung mệnh và cung thân. Hơn nữa, khi luận đoán xu thế mệnh vận của một người, có một điểm cần biết, đó là khi một người rời nơi sinh ra đến nơi khác ở, xu thế mệnh vận của năm đầu tiên là do cung thiên di quyết định, chứ không phải cung mệnh. Do đó, cần phải lấy cung thiên di làm cung mệnh để xem xét. Các cung vị khác thì vẫn không thay đổi. Trong tình huống này, bạn đọc có thể tham khảo ở mục cung mệnh và cung thân trong tiết tính chất các sao ở 12 cung của chương 3 này. Giả dụ như một người không ngừng di chuyển như thuyền viên, phi công, không ở cố định một nơi nào, cũng phải lấy cung thiên di làm cung mệnh để luận đoán. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về cung thiên di xin tạm dừng đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.